chi thương đau nhận lấy, chấp nhận từ đây tình trôi theo tháng ngày. Thôi bây giờ anh xin trả cho em cánh tay anh còn giữ, em trả cho anh lời đắng cay mà chi, em trả cho anh lời đắng cay làm gì. Vì trong cuộc đời còn trắng đôi tay nên người thay đổi lòng, nhưng em nào hay cho em nhiều quá, lỡ một lần đây từ đây xin trôi từ. Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị, ngay bây giờ đây thì theo sự quan sát của ban tổ chức tôi nhìn thấy cô dâu và con lợn chú rể, hoặc là điều hoàng trai đang tiến dần về đến trung tâm môi trường quý của gia đình họ nhà gái chúng ta. Và để nó khác như đón mùa xuân và tiếp với những tiết mệt thân trong nhà, thay lời cho gia đình, thay tiếng nói cho cô dâu và chú rể, xin được trân trọng kính mời quý cô ông bà, cô bác, anh chị và con trẻ lang thang kiết tú của họ nhà trai cũng như họ nhà gái, hãy trở về trung tâm môi trường quý của gia đình họ nhà gái chúng tôi. Uống nước ăn trầu và cùng dự buổi lễ vô quy và để chúc hạnh phúc cho con dâu thu quê đất trong kính mời quý ông bà các cô các bác con bà xã gì và các bạn trẻ tham gia chú tú hãy trở về trung tâm môi trường cưới và cùng chúc phúc cho chúng ta và con dâu trong buổi trực khai. Xin được trân trọng kính mời và cảm ơn rất nhiều. Vì trong cuộc đời còn trắng đôi tay nên người đã từng đổi lòng. Để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không còn nhiều. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà em đã nhớ như vậy. Em ơi em có hiểu đó? Tình anh như núi cao biển rộng, còn bốn phương trời xanh thành người. Biển trời nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng em nghĩ mình chiếm như hồn anh. Vâng ạ, cô dâu và chú rể, em bây giờ đây đang tay trong tay ra phía trung tâm của chụp cưới để ra mắt toàn thể quý vị. Sau khi thắp hương kính nhớ tổ tiên xong thì xin mời cô dâu và chú rể hai em hãy ra phía trung tâm chụp cưới để cảm ơn tới quý cô ông bà, cô bác, anh chị và các trẻ năm nay nhất tú đã trải qua rừng xá xa xôi, thời tiết quay bức trở về chung vui và chúc phúc cho cô dâu và chú rể trong ngày vui ngày trong ngày này. Trên lối đi về không còn gì. Để rồi làm sao quên, biết tên người quên, biết nẻo đi đường về, và biết có đêm nào ta hẹn hò để tắm ta những đêm không yên. Nửa đêm lạnh có tim giữa đường phố hoa đèn, có người mãi đi tìm một người không hẹn đến, mà tiếng bước buồn thương phố đã vắng thưa rồi. Biết rằng chẳng duyên nữa để người không gặp nữa. Về và xin mời quý vị không quên hãy nở lên những tràng pháo tay thật to, sẵn sàng nhất để đánh xuân lời chúc mừng hạnh phúc cho con dâu và chú rể trước buổi chiều ngày hôm nay. Đời còn nhiều bâng khuâng, có ai vì thương góp nhặt tâm tình này. Người dâng đến cố nhân mua nụ cười và xin biết. Dạ vâng ạ, kính thưa quý cô ông bà và các già đây. Vâng ạ, thay lời cho hai gia đình, toàn quân diện của hai gia đình, cô dâu và chú rể xin được trân trọng cảm ơn tới toàn thể quý cô ông bà, cô bác, anh chị và các bạn trẻ Nam Thanh Nhĩ Tú đã các quạt đường xã xa xôi trở về đây chung vui, chúc phúc cho cô dâu và chú rể trong ngày vui ngày trọng đại này. Tình yêu của họ đã núp đơm hoa kết trái lên vợ và lên chồng. Giây phút thiêng liêng của cô dâu và chú rể, những mong đợi bao ngày của hai gia đình đã tới.
trải qua đoạn đường, đoàn đại biểu Họ Nhà Trai đã trở về đến trung tâm hôn trường cưới của gia đình Họ Nhà Gái chúng ta. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ đây, lễ vu quy của cô dâu Thu Quyên kết duyên cùng chú rể Văn Huy giờ đây xin phép được chính thức bắt đầu. Xin mời quý vị hãy nở lên những tràng pháo tay thật to, thật rộn rã nhất để thay cho lời chúc hạnh phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thật đúng là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, măng non ấp ủ che già, có cha có mẹ mới có ta ở đời. Ngay bây giờ đây xin được trân trọng kính mời một vị đại diện cho phía gia đình Họ Nhà Trai sẽ trở sân khấu và có đôi lời phát biểu. Trân trọng kính mời ông. Dạ vâng ạ, xin được trân trọng kính mời một vị đại diện cho Họ Nhà Trai sẽ trở sân khấu và ông sẽ có đôi lời phát biểu. Trân trọng kính mời ông. Vâng, hôm nay ngày vui, ngày hạnh phúc, ngày trăm năm và ngày mừng cho hai cháu lên vợ lên chồng. Về mọi mặt tới bây giờ kể như là gần hoàn thiện. Tôi đại diện cho nhà trai hôm nay có sửa nghi lễ tới nhà gái và thành lập một phái đoàn có các cụ ông bà anh chị em, đặc biệt là mẹ cháu Huy. Một chút nữa sẽ đón cháu con dâu về và chúng tôi sẽ mời quý cụ ông bà Họ Nhà Gái cùng về nhà trai để dự lễ thành hôn, chúc cho các cháu trăm năm hạnh phúc. Và lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn sự dưỡng nuôi sinh thành của thân mẫu và đặc biệt là cảm ơn tổ tiên đã sinh ra cháu Quyên cho gia đình của nhà trai chúng tôi. Cái chương trình của nhà trai chúng tôi là cùng chung vui với Họ Nhà Gái, và khi đón cháu Quyên về thì trên đường là sẽ về nhà từ đường, hai cháu sẽ về từ đường thắp nhang cho tổ tiên, xong tiếp tục về nhà trai, hai họ cùng chung vui, chúc phúc, chúc hạnh phúc trăm năm cho các cháu. Và lần nữa tôi đại diện cho nhà trai xin chúc cho hai họ, cho tất cả các cụ các bà hạnh phúc, sức khỏe, công việc làm ăn thành đạt. Xin mọi người cùng lao động một tràng pháo vỗ tay thật nổ thật tròn để chúc mừng cho hai họ chúng ta. Xin chân thành cảm ơn. Xin mời ông nán lại một chút nữa đi ạ. Dạ vâng ạ, xin được trân trọng kính mời một vị đại diện cho phía gia đình Họ Nhà Gái ạ. Ông sẽ trả sân khấu và có đôi lời phát biểu. Trân trọng kính mời ông. Vâng ạ, hai vị đại diện cho phía hai gia đình, một vị đại diện cho Họ Nhà Gái cũng như một vị đại diện cho Họ Nhà Trai hôm nay. Và xin mời quý vị có thể nở những tràng pháo tay thật to lắm ạ. Vâng, để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Vâng, xin cả trân trọng kính mời ông đại diện cho Họ Nhà Gái ạ, sẽ có đôi lời phát biểu. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa quân trưởng cưới, kính thưa đại diện của Họ Nhà Trai, lời đầu tiên cho phép tôi được thay mặt cho họ xin tri ân cảm ơn sự hiện diện của nơi đây. Theo cái chương trình của Họ Nhà Trai hôm nay, lại mời em đến xin dâu thay mặt Họ Nhà Gái, tôi xin trao dâu. Thì trước khi trao dâu, kể từ đây con cháu của tôi sẽ là con cháu của công xã, có đường bán đủ. Con cháu chúng tôi mặc dù là đã trưởng thành, tuy nhiên một gia đình đặc, một cái văn hóa gia đình khác nhau. Thế thì chúng tôi giáo dục theo cái gia phong của gia đình chúng tôi, nhưng từ nay con cháu chúng tôi là con cái của công các bà. Vậy thì mong ông các bà tạo điều kiện cho chúng tôi để làm sao cho các cháu trở thành thông ngoan và hạnh phúc. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin cảm ơn. Tôi xin có ý kiến như này. Tôi đại diện cho nhà trai, ông thì đại diện cho gái thì bảo thế bây giờ đây. Hôm nay là tuyệt vời, đúng như ý trời. Hai cháu
là có thể nói này là gì? Ta về ta tắm ao ta dù trong dù đục ao nhà vẫn ơi đúng chưa? Chắc chắn là đấy nhá. Tôi nói này nhá là dù sao nhá không lên không phải tống cửa ta bỏ cho đặc biệt tối ông nhá. Gia đình theo tiếng nói trong cô dâu và chú rể xin được trân trọng cảm ơn tới hai vị đại diện cho phía hai bên gia đình rất nhiều và cũng thay mặt cho cô dâu và chú rể xin được trân trọng kính đôi con cháu mai về sau này xin được trân trọng cảm ơn kính thưa quý vị và ngay bây giờ đây để cảm ơn tới quý ông bà cô bác anh chị và con trẻ làm thành như tú đã trở về chung vui chúc phúc cho cô dâu và chú rể thì xin mời hai em hãy đứng dậy tại chỗ và cô bác anh chị đã trở về chung vui và xin mời quý vị hãy chúc phúc cho họ bằng những tràng pháo tay thật to đó ạ. Vâng ạ, xin mời cô dâu và chú rể hai em cùng nán lại một chút nữa và đón nhận những món quà đến từ người mẹ thân sinh ra cô dâu. Vâng, xin được trân trọng kính mời người mẹ thân sinh ra cô dâu có những món quà nho nhỏ để trao tặng cho hai con của mình trong ngày vui ngày trọng đại này. Và xin mời cô dâu và chú rể hai em hãy đứng lên sân khấu ạ để các phóng viên nhấp ảnh chúng ta ghi lại những hình ảnh này cho đẹp đi ạ. Kính thưa quý vị, thật đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không nâng đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tần tảo dấu ông, cha mẹ nuôi con khôn lớn, hôm nay con đi lập gia đình, cha mẹ có chút quà tặng cho hai con. Và xin trân trọng kính mời người mẹ cũng như người em gái của cô dâu cũng có những món quà để trao tặng cho con cũng như cho anh chị của mình trong ngày vui ngày trọng đại này. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Thật đúng là quà này thì mẹ tặng hai con mà mong hai con hạnh phúc trên con đường đời, mà chúc phúc thì cha mẹ có vài lời cùng nhau xây dựng cuộc đời tương lai. Một lần nữa thì thay lời cho hai con xin được trân trọng cảm ơn tới cha mẹ rất nhiều và bằng tình cảm của mình thì cha mẹ đã dành dụm được những món quà nho nhỏ để tặng cho hai con của mình trong ngày vui ngày trọng đại này. Thay lời cho hai con xin được trân trọng cảm ơn. Một lần nữa thì xin mời quý vị hãy nở lên những tràng pháo tay thật to để chúc phúc cho con dâu và chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, xin trân trọng cảm ơn rất nhiều. Hồi còn xanh nên ánh ông chiều bay, bóng dáng ông còn đây. Và tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời cô Thúy ạ, cũng có những món quà nho nhỏ để trao tặng cho cô dâu và chú rể ạ. Cô Thúy ạ, vâng. Theo lời giới thiệu của người em của cô dâu xin được trân trọng kính mời cô Thúy của cô dâu ạ. Một lần nữa thì thay lời cho cô dâu và chú rể cũng xin được trân trọng cảm ơn tới cô Thúy Sĩ rất nhiều. Và bằng tình cảm của mình thì cô Thúy Sĩ cũng dành dụm được những món quà nho nhỏ để trao tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày vui ngày trọng đại này. Xin chào quý vị và tiếp theo xin mời em gái của cô dâu ạ cũng có món quà để trao tặng cho anh chị của mình trong buổi chiều ngày nay. Tôi xin mời. Và cũng không biết nói gì hơn, đó là thay lời cho cô dâu và chú rể xin được trân trọng cảm ơn tới em gái của cô dâu rất nhiều và bạn tình cảm chị em và bạn chị em gái như trái cầu lon. Hôm nay em có những món quà để trao tặng cho anh chị của mình trong ngày vui ngày trọng đại này. Thay mời thay lời cho anh chị xin được trân trọng cảm ơn. Và xin chúc quý vị ngay bây giờ đây thì những người bạn rất thân của người cha thân sinh cho cô dâu ạ rất muốn rằng trong ngày vui ngày trọng đại này và cô dâu cũng vậy, người mẹ thân sinh cho cô dâu cũng thế, rất muốn rằng tất cả những người bạn rất thân rất tri kỷ của người cha thân sinh cho cô dâu cũng trở sân khấu và hát có những bài hát ạ thật hay để tặng cho cô dâu và bài hát cho em giải lâu mọi người nghe nhé. Mưa yêu em chẳng thể đến nữa, tình đưa máu phu về làm chiếc bao. Mưa yêu em.
Đến khi cho đến khi ông tôi nằm, đến khi lời chỉ kia nói bay. Khi ôm trong cái đêm mưa mong, nếu đời là một giấc mơ mong, tình yêu em đã yêu lần nào, anh muốn yêu em thành lòng. Em muốn yêu em thành lòng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trong gai có tay mình. Xin cảm ơn lời con đó, in dấu ước ban đầu bằng bài thơ cho em. Ghi dấu ước ban đầu bằng bài tháng gôn cho em. Thưa tất cả hội trường, tất cả những người bạn của hai bên họ hàng, cũng như tất cả anh chị em, cũng như bạn Hữu và tất cả các cháu có mặt ở đây. Bọn tôi là cùng cả một đám anh em rất là thân tình với anh Chuyên, tôi là bố của cô Châu, từ lúc còn rất trẻ ở bên Hồng Kông, từ những thời còn 15, 20 tuổi, đã rất thân nhau. Hôm nay là ngày vui của các cháu, thì là rất là mừng cho mẹ của cô dâu, cũng như là mừng cho người anh của chúng tôi. Làm cha làm mẹ thì mong nhất ngày mà con mình được gả về bên chồng, và một người chồng tài đức, đẹp trai và yêu thương con cái mình hết lòng. Đó là tâm nguyện và tất cả anh em chúng tôi đến đây là rất mong là hôm nay mới được biết cháu rể, vì cháu rể là rất là thích. Thế nên mà mong là cháu luôn luôn là đáp ứng được những lời của các chú vừa nói. Tức là bố của cô dâu hôm nay là chúng là bạn của các chú. Và các chú rất mong là cháu là người chồng tuyệt vời, nâng đỡ từ cô dâu cũng như là bên mẹ vợ của mình. Ok cháu. Chúc các cháu trăm năm hạnh phúc. Và chúng sẽ tặng các cháu một bài hát rất là tình cảm. Bài hát cô ấy anh yêu gì. Anh em chúng tôi là cả một đội ca đoàn từ bên Hồng Kông, rất là thân tình, và bất cứ việc nhỏ, việc to, việc buồn, việc vui là đều có nhau. Cho nên hôm nay anh em chúng tôi đến đây là rất là mong là cái trong không khí hạnh phúc này luôn luôn là mong cho các cháu của chúng ta thành đạt hạnh phúc, cũng như là mai sau nhanh nhẹn có con có cháu để cho gia đình hạnh phúc. Ok. Xin cảm ơn rất nhiều.
gia đình của mình và tất cả bạn hữu của mình. Thế là hôm nay là chúng tôi sẽ ôn lại một bài với gửi tới tất cả bên Già Trai, cũng như là tặng lại cho người anh của mình, tức là anh Chuyên, vui vẻ. Ok, chúc cả hội trường thành phúc. Vâng, để góp vui cho chương trình, sau đây xin mời mọi người nghe một nhạc phẩm có tựa đề Hân Hoan Lời Tục Ca của các làng 78 ngày xưa. Hân hoan lời tụng ca dân trước mọi người mưa, một bài thơ chiều mến thân tình đẹp nét đơn xưa. Hân hoan lời hân hoan là con dân chúa đến ngày hát cho một thế hệ hay lời ca vươn khơi cho dân con người hồi tình chúa trong nhà phai. Nhiều lần phiêu xa mất trên dòng đời sóng xa nước, hân hoan lời tụng ca đã có những chúa đêm nay ăn cho muôn thế ăn cho hay đời ta mấy cái chúa muôn đời muôn đời tôi tìm chúa trong nhà mai trái tim tôi chẳng trái tim hoan lời tụng ca dâng chúa khúc nhạc thành mưa, nhiều lần phiêu dạt mất trên dòng đời xót xa thương. Hân hoan lời tụng ca đoàn con dâng chúa đêm ngày hát cho muôn thế hát cho muôn thành lời ca mến thiên chúa muôn đời chúa thương con đời chúa thương con chúa trong nhà phai trái tim từ trả lại ta mến yêu muôn đời. Chúa luôn chan hòa, từ nay đến non trang, nhưng cha nào quên ta? Ta đi con ta, nhưng mà tình